Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin và tiền điện tử. Ngay bây giờ là 3 giờ, mình chuẩn bị đi ngủ. Tối hôm qua là mình ngủ không được cho máy, ngày mình khá là bận rộn. Và nguyên buổi sáng ngày hôm nay thì mình lái xe, mới lái xe tới cái điểm kế tiếp của mình. Chút nữa mình dậy, mình sẽ đẩy ra cho bạn những cái tín hiệu mới nhất của tiền điện tử, cái tín hiệu của BTC, cũng giống như tín hiệu của ADA của Ethereum. Bạn có thể áp dụng, vẫn có thể áp dụng nó. Cái tín hiệu hôm qua mình gửi cho bạn vẫn có thể áp dụng ngay bây giờ. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái thứ mình đang nhòm ngó. Cái đầu tiên là có thể gọi là ăn mừng, một ông tổng thống xém bị ám sát, đúng không? Là xém thôi, ok, gọi là bắn hụt, đúng không? Có thể là bắn hụt. Trump, cho những người nào chưa biết, ok, thì vừa rồi chỉ dính cái lỗ tai thôi chứ không có bị hơn nhiều, đúng không? Thì gọi là một cái, cũng là một cái thông tin tốt, bởi vì ngay bây giờ là Trump gọi là đánh trống thổi kèn về Bitcoin, ok, để lấy những cái sự bầu cử, ok, 25% con người ở bên Mỹ. Và riêng Trump thì là một người cũng rất là khôn, chứ không phải là một người, đúng không? Bởi vì ổng là một người tỷ phú đô la, ổng giàu từ bất động sản, vân vân. Và vừa rồi như vậy là bao nhiêu cái đợt nó cố gắng nó giết ổng từ tài chính, nó muốn lấy hết của cải của ổng, đúng không? Nó giết ổng về thể lực, đúng không? Ok, cái là muốn ám sát ổng, ok, rồi nó đem những cái câu chuyện mà nó bao nhiêu năm vừa rồi đem ra để nó thực hiện, để nó bỏ ổng vô cái hộp, nhưng làm không được thì bây giờ là cái câu chuyện cuối cùng là ám sát. Rõ ràng là mình sẽ đi lại tiền điện tử chút xíu, và có những cái người đã ra dự đoán là cái tánh mạng của Donald Trump sẽ được không an toàn cho máy bao nhiêu tháng vừa rồi, 6 tháng trước, ok, cả năm trời. Thì Donald Trump không chết là một cái thông tin tốt trong nguyên thị trường điện tử, bởi vì sao? Ông muốn dùng BTC để chống lưng cái đồng tiền đô la. Thì nhớ là vậy. Ok. Ngắn gọn thôi nha, cái sự ám sát tổng thống trong khi chạy bầu cử không phải là một chuyện mới trên thế giới này. Nghe, không phải là một chuyện mới. Cũng như trước đây là cái mà nổi bật nhất là Kennedy bị ám sát, ok, Kennedy ám sát bởi vì ông muốn dẹp đi cái Fed, là cái Federal Reserve, ok, cái mà bạn thấy mỗi thống kê này thống kê nào, FOMC, Powell ra phát biểu, ông muốn dẹp luôn cái chi nhánh đó, ok, thì bởi vì vậy ông bị ám sát, ok. Đi lại tiền điện tử chút xíu. Trump bầu cử thì lúc nào tất cả mọi thứ cũng sẽ bay bổng. Đây là cái mình đang nhầm ngó. Mình đang nhầm ngó Q2, có nghĩa là đồng tiền đô la trên toàn cầu. Đồng tiền đô la, ok, trên toàn cầu. Vừa rồi như vậy là nó có tín hiệu bơm lại trong hệ thống, ok, và chứng bị thế này nó phải bơm thôi, ok. Global liquidity, đồng tiền trên toàn cầu. Nghe, vừa rồi là đồng tiền đô la thôi, còn cái này là đồng tiền trên toàn cầu. Ok, thì càng này nó càng tăng, ok, nó càng tăng vô, đẩy vô hệ thống thì nguyên trời gọi là lúc mà đồng tiền nó nhiều ở trong hệ thống thì người ta sẽ đồng tư, đem đi đầu tư, và cái con ngựa mà nó chạy nhanh nhất trong một cái bàn chạy ngay bây giờ nó là Bitcoin, 15 năm vừa rồi, ok, 15 năm vừa rồi, 14 năm vừa rồi thì nó tăng trưởng đâu 6.7 tỷ%, cứ mỗi năm như vậy nó trung bình vừa rồi ấy, là đâu khoảng có 140-150% tùy năm, ok, năm vừa rồi là 148%, năm 2023. Vừa rồi như vậy giá Bitcoin nó vượt qua cái con giá là 59.000, là cái con giá hồi tối hôm qua mình chia sẻ cho bạn, quay lại hồi tối thôi. Nếu nó vượt qua đó thì nó rơi vào nguyên một cái khung giá như vậy, nhưng mà nó vượt cái khung giá này kế tiếp thì tất cả mọi thứ đã bay, ok. Nhưng cái thông tin mới vừa rồi đó, ok, là chút nữa mình sẽ đẩy ra cho anh em, gọi là cái thị trường này nó đang thay đổi hàng giờ. Thì nhớ đừng có dựa theo những cái video cũ,
mà đánh giá cái thị trường thì bạn sẽ phá sản. Nó đang thay đổi hàng giờ. Ok. Thông tin mình nhầm ngó. Ok. FOMC. Ok, FOMC. Mình xin lỗi, không phải. ETF. Ok, ETF, Ethereum ETF là cái thông tin mình nhầm ngó. Rõ ràng cái thông tin mà Ethereum mình nhầm ngó, nhưng nếu mà nó công nhận cái Ethereum ETF thì cái chuyện gì sẽ ra kế tiếp, cái đó mới là quan trọng. Ok. Gọi là altcoin, cái mùa của những cái đồng altcoin. Ok. Còn nhìn người ta khá là nhiều thứ. Ok. Bong bóng khung tuần. Ok. Divergence. Ok. Giá bây giờ chuẩn bị tới đây, đi sẽ tới con giá nào? Ok, sẽ tới con giá nào trước khi nó làm sao? Ok, nó đi một cái veo đi lên, hoặc chuẩn bị tới đây nó sẽ sập một cái veo đi xuống lại, cái khung giá bao nhiêu? Ok, đã chia sẻ trong cái video tín hiệu của tôi hôm qua. Gì nữa ta? Có một nguyên một cái danh sách như vậy. Ok, là mình đi từng bước như vậy để mình lấy cái thông tin. Sau đó là mình ra một cái quyết định trong những cái tuần tới đây. Ok, nó sẽ đi đâu vân vân. Thì nó là vậy. Thì về cái thông tin như vậy thì để mình lấy cái văn bản của mình ra. Có thể là sau khi mình dạy, mình đẩy ra cho bạn cái video tín hiệu mới nhất của BTC, rồi sau đó là mình sẽ làm vài cái video những thông tin bạn nên quan tâm tới cho những cái ngày và những cái tuần tiếp theo. Ok, điện thoại gọi. Ok, vậy thôi, xin chào mọi người.